Bạn đã giới thiệu cao sản phẩm đó chính là máy làm bánh đồng xu 10 won. Với một máy làm đống đống đồng xu 10 won này thì các bạn đã nổi tiếng rồi, các bạn đã biết rồi đúng không? Hiện tại thì mình đang quay video một máy làm đồng xu 4 bánh một lượt. 4 bánh một lượt nha. Đấy. Chất liệu máy là inox dày dặn, chắc chắn. Máy sử dụng bằng điện nhá, nướng bằng điện nhá. Đấy. Có tay cầm, hai tay cầm, công suất điện này, đây là từ một điều chỉnh nhiệt độ từ 1 đến 300 độ này. Đấy, còn đây thời gian này, đó. Còn đây là kích thước của máy này, nó trực tiếp luôn cho các bạn. À, kích thước máy thì nó dài nó tầm 53 phân, nếu mà tính cả tay cần thì là rơi vào tầm 56 phân nhé, 56 phân. Chiều ngang thì nó tầm là 47 phân nhá, cao thì đơn giản thôi, cao nó tầm 25 phân nhá. Máy làm bánh đồng xu 10 won 4 bánh nhá, bằng điện. Các bạn mua hàng liên hệ qua số điện thoại 0934482 0904421146 Nguyễn Trãi và 79 ở phòng phường Ba Đình, phố Thanh Hóa, xưởng máy thanhhoa.com. Số 0934482 mình có dùng Zalo nha, các bạn có thể ép Zalo nhá. Máy này mình ship toàn quốc nha, giao về tận nhà nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thu tiền tại nhà. Cảm ơn các bạn rất nhiều.